Trong phân khúc xe tầm cao đa dụng khoảng 1 tỷ đồng ở tại thị trường ô tô Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới những cái tên nổi bật như Honda CRV, Mazda CX-5, Hyundai Tucson hiện nay đang là mưa làm gió trong phân khúc này. Tuy nhiên, quả là thật thiếu sót nếu không nhắc tên tới Mitsubishi Outlander, một trong những chiếc xe được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá rất cao nhờ sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, nam tính, khả năng vận hành ổn định, đi cùng các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc. Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2022, Mitsubishi ra mắt mẫu Outlander phiên bản nâng cấp ra vòng đời tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium, giá bán lần lượt là 825 tới 950 triệu đồng. Phiên bản 2.4 lít CVT Premium đã bị khai tử. Dù là phiên bản 2022, thế nhưng đây là phiên bản nâng cấp ra vòng đời, chưa phải thế hệ hoàn toàn mới mà nhiều khách hàng mong chờ. Outlander 2022 vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể như cũ với thông số kỹ thuật dài rộng cao lần lượt là 4.695mm x 1.810mm x 1.710mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.670mm, khoảng xăng gầm 190mm. Ngôn ngữ đa mix siêu vẫn là linh hồn trong thiết kế ngoại thất của Outlander 2022, mang đến diện mạo mạnh mẽ, trẻ trung nhưng vẫn giữ nguyên được cái chất lịch lãm, phong trần đặc trưng của những mẫu xe nhà Mitsubishi. Điểm đáng chú ý nhất ở phần ngoại thất của Outlander 2022 vẫn là phần đầu xe với thiết kế cực kỳ ấn tượng và phong cách. Những đường gân dập nổi bên trên nắp cabo kết hợp với thanh ngang mạ chrome kích cỡ lớn bên trên lưới tản nhiệt, nối liền cụm đèn chiếu sáng với đồ họa sắc nét tạo cảm giác mạnh mẽ và liền lạc. Tất cả các phiên bản của xe đều được sử dụng công nghệ LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Cảm biến tự động tắt bật là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Chức năng tự động Auto High Beam là tính năng có trên phiên bản 2.0 lít CVT Premium. Ngôn ngữ Dynamic Shield được hoàn chỉnh nhờ hai thanh chrome ôm sát cụm đèn phía trước, tạo hình giống như chiếc khiên hình chữ X đầy ấn tượng. Chữ X này kéo dài đến phần cản phía trước và ôm lấy cụm đèn sương mù, tạo dáng vẻ thể thao và độc đáo cho xe. Phần thân của Mitsubishi Outlander 2022 thuôn dài với các ô cửa sổ rộng, đường gân nổi cứng cáp kéo dài từ cụm đèn trước tới đèn hậu. Phía thân xe, Outlander được trang bị gương chỉnh gập điện, tích hợp sấy mặt gương, có cảnh báo điểm mù, camera 360 độ xung quanh xe, tay nắm cửa mạ chrome đẹp mắt, tích hợp tính năng cây LED Entry. Phiên bản 2.0 lít CVT Premium sử dụng la răng 18 inch thiết kế mới đa chấu thay vì kiểu cánh quạt như ở phiên bản cũ. Xe vẫn sử dụng bản lốp với thông số 255/55 phù hợp với việc di chuyển trong đô thị và ngoài đường trường. Phần đuôi xe có thiết kế gọn gàng, chắc chắn, cụm đèn hậu LED liền mạch với giải chrome phía sau. Phần ốp cản bảo vệ phía dưới được mạ bạc, ống xả được đặt ẩn dưới gầm giúp xe trở nên lịch sự và tinh tế hơn. Trang bị ở phần đuôi xe bao gồm cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, cốp đóng mở bằng chìa khóa từ xa. Ở trên phiên bản nâng cấp, Outlander 2022 được ốp trang trí táp lô và táp pi với kiểu phong cách mới. Ghế lái và ghế phụ phía trước được bọc da họa tiết kim cương, chỉnh điện nhiều hướng. Còn lại các phần chi tiết vẫn được giữ nguyên như vô lăng bọc da, sử dụng thiết kế 3 chấu to bản truyền thống, bên trên tích hợp các tổ hợp phím bấm khác nhau như đàm thoại rảnh tay, điều khiển ra lệnh giọng nói. Đồng hồ táp lô phía sau vẫn sử dụng kiểu analog bán điện tử giống như ở phiên bản tiền nhiệm. Cần số của xe bọc da sử dụng kiểu rích rắc truyền thống, đơn giản, dễ sử dụng. Phần màn hình 8 inch mới có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth đi cùng hệ thống 6 loa xung quanh xe. Xe được trang bị hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, khởi động nút bấm Start Stop, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, kiểm soát hành trình, lẫy chuyển số thể thao, cửa sổ trời. Về không gian, hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Outlander được chuyên gia và khách hàng đánh giá ở mức tốt. Khoang để chân và độ ngả lưng của hàng ghế sau của xe vẫn phù hợp với những khách hàng có chiều cao trên 1m7. Tuy nhiên, không gian ở hàng ghế thứ ba chỉ phù hợp dành cho trẻ em. Cốp sau của Outlander có dung tích 292 lít khi sử dụng cả 3 hàng ghế. Bên cạnh đó, người dùng có thể gập hàng ghế thứ ba theo tỷ lệ 50-50 và hàng ghế 2 theo tỷ lệ 60-40 để mở rộng không gian lên tới 968 lít và 1.792 lít, tối ưu cho việc chuyên chở nhiều hành lý. Do phiên bản 2.4 CVT Premium đã bị khai tử, Outlander 2022 tại Việt Nam chỉ còn duy nhất tùy chọn động cơ 2.0 lít Bi-Vect, sản sinh ra 145 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 196 Nm tại 4.200 vòng trên phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Tính năng an toàn mới trên Mitsubishi Outlander 2.0 Lite Premium 2022 có thể kể đến như cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảm biến trước. Ngoài ra, hệ thống an toàn tiêu chuẩn cũng đầy đủ trên phiên bản 2.0 tiêu biểu như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, gan tự động, cảm biến lùi, camera lùi, phanh tay điện tử kèm chức năng giữ phanh, 7 túi khí, căng đai tự động, chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Mitsubishi Outlander 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.